Tao đã quan tâm bấm mày nói cái gì hết mới còn đê. Kiếm tí cần quân cho tao đưa cho anh đê. Tao như vậy từ trước giờ còn gì. Same shit, làm nhầm vài câu nhưng một flow là em biết. Dù là vài bí mật để cuộc đời đoán. Chứ tao đã biết cái lôn gì về thế giới quan. Tập hơi thở nhầm đôi mắt làm bầu trời để suy nghĩ như mây. Chưa kể thời loạn rồi tĩnh lặng và cân bằng trong thoáng chốc. Đến để rồi lại đi, lại cuốn em về vì mày nghĩ. Dừng lại chậm rãi mà lại đi. Ở ta lại đi, bước chân thì một tuyến và lôi ba hai lại có. Motherfucker, bốn con mắt thì díu quá. Nợ đời vẫn đau chịu trả đời loạn lạc. Chẳng thể nào mặt thấy những thứ mình đã tìm. Dù biết cái nghệ thành tình yêu tao là nhà giả kim fucker. Bọn mày nói gì cũng được, hết tao đéo feel. Học mày phát ra âm thanh nhưng tao đéo hiểu. La 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 la, lời bọn mày làm tao điên đầu. I can't deceiver, cách mà tao đang chiến đấu. Có vấn đề á, nói mai không sao thì cũng xuống công nợ. Chào nóng cứ hút quanh, dần dần thì cũng nguội homie. Chào nóng cứ hút quanh, dần dần thì cũng nguội homie. Tao đã hiểu sao mày đéo hiểu rằng tao đã hiểu sao mày đéo hiểu. Tao đã hiểu sao mày đéo hiểu rằng tao đã hiểu sao mày đéo hiểu. Bọn mày đâu cần hiểu ta nói cái gì hết mày còn đi. Phân tích cái gì, vứt cho tao ít money. Để tao lại đi tìm những thứ tao đã tìm. Có thứ chưa rõ, nó đã ra phim văn học. Hóa là nháy mắt mà thả tim. Thực tế thì nó là những mối quan hệ lỏng lẻo dễ buông như cá tím. Mấy anh luôn thích tỏ ra vẻ ngoan đạo. Tao là cái sự bất hoàn hảo hoàn hảo. Giúp cho một đoạn ra và buồn buồn bay trong dạ dày. Có những lúc gặp nhầm kỷ niệm cho qua ngày. Yup. Yeah, đời quá hay cho một chặp pháo tay để một con cao chạy xa bay thì tao thua mấy con chó khách chạy vào hồ rồi sóng gió qua đi mấy con sinh sinh lại bảo đùa là thế đéo nào ha 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 như thế là thế đéo nào ha 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 ha. Đúng là đéo thể hiểu là như nào nữa. Nhưng mày nói chuyện với tao à, thì nôm na là bỏ con cặc trong mồm ra. Cái đít cơ mại mày ngáo à, tao đi tiếp. Mày chỉ còn là chi tiết cho câu chuyện ngày hôm qua. Áng đéo là cái mô lôn gì cả. Ngoài cái lôn rách không chịu vả. Hoặc là một cái lôn sida cuối cùng thế. Có sao đâu, có sao đâu. Nhà bức con có gạo nấu. Rồi cái gì chưa biết học từ từ. Cái gì chưa giỏi để luyện thêm. Chưa giải quyết được thì thư thư. Nó cũng là nỗ lực và thời gian. Chúng đéo phải chỉ là từ ngữ. Rồi lại còn có cái nghiệp đời. Nó quay lại dần mình như tử. Nhưng có gì đâu phải tư lự. Trong tay vẫn đeo con gì cả. Nhưng sư tử vẫn không đập phạm với linh cầu. Bọn mày nói gì cũng được, hết tao đéo feel. Học mày phát ra âm thanh nhưng tao đéo hiểu. La 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 la, lời bọn mày làm tao điên đầu. Anti-deceiver, cách mà tao đang chiến đấu. Còn vấn đề á, nói mai không sao thì cũng xuống công nợ. Chào nóng cứ hút quanh, dần dần thì cũng nguội homie. Chào nóng cứ hút quanh, dần dần thì cũng nguội homie.